Thái tử Đề Tam Mi, Đức Tôn Thần Mi, Quan Thái tử Đề Tam Mi, Phương Phi diện mạo dòng nhan mi khác thường. Động tình vốn dòng là chú thoại cùng văn trạng kính dâng hôm nay, văn trạng kính dâng thỉnh quan tam phủ ngài chưa biết rõ ràng phê cho từ trường sinh.
một chiến tâu nhẹ vương quan tâu thỉnh đức vương quan thần đệ tử tâu bản nề văn văn nữ tường dân ni sự tích nghe vương quan thái tử người văn trạng kính dâng hôm nay văn trạng kính dâng thỉnh quan tam phủ ngài chưa biên rõ ràng về cho nhị từ trường sinh nhị từ trường sinh về cho nhị từ trường sinh chữ phu chữ quỳ khang minh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường.
mái thuyền nan đổi sông sông xinh xinh phố quân chiều du lịch bốn năm phương có phen tuần thú sông thương trở về tỉnh bắc qua giang sông lục sông 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 khi lên gành xuống thác ra thương thuyền dòng sắp mãi chèo bơ dọc ngang tuần lành chỉ đôi quan mình về chân sang đây lên ngàn quan xuống biển lành ánh ra từ quý địa danh nam đền thờ tan tía kiệu vàng lòng lòng một hộ bạn rõ ràng đi hoa tức thì xa lâu đại điện các dâng nước về toàn quốc một khi truyền quân lấy ngọc lưu ly côn côn dâng nước qua đại giang sông lục thao sông lục cả chờ ta về đóng ca ba tranh xương ca đàn hát tập tành thơ âm vũ đọc đàn tranh chờ quan đề tài linh quyền vua bắt ngài kiếm chi toàn trên các đầu thơ âm phú đọc ngoài sân rồng ca trong chén đi vua cha ta ngự ngai vàng phan đòi hoàng tử quan cổ tay hoàng tử vương quan ngài cứu sinh cũng lắm đồ quan cũng nhiều xây quan đã về nơi thoại phù đồng tay cân áo áo cũng vào dăm ba đồng tử vào tâu hương phù sa chầu mẫu vương cùng nghe có phen mi vì vương biến hóa vô nghệ an thượng hạ đã yên rằng